Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 11 năm 2019. Thì bây giờ là đang là 6 giờ sáng sớm thôi. Thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong chiếc sập này cho anh Chín ở tại Hà Nội đây. Thì trước khi bàn giao cho anh, tôi vừa quay lại một cái clip làm kỷ niệm nói với anh. Đây là chiếc sập ngũ phúc 1m6 x 2m bằng chất liệu gỗ gỗ. Thì đây là tổng thể của sản phẩm đây, chúng tôi đang chuẩn bị để bốc xếp lên xe để vận chuyển cho anh Chín ở Hà Nội đây. Quý vị có thể thấy được không? Thì đây là trên đường chúng tôi đang đi đến nhà anh Chín. Toàn cảnh thành phố Hà Nội đây. Anh thì có địa chỉ ở tại Hà Đông, Hà Nội. Hôm trước là anh bạn của anh đã lên ký duyệt phần mộc của sản phẩm rồi. Chúng tôi đã gửi hình ảnh chi tiết cho anh xem và hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện. Đây là ngôi nhà của anh nhé. Ngôi nhà anh đang trong quá trình hoàn thiện. Và chiếc sập này thì anh lắp ở trên tầng 7 nên là chúng tôi phải vận chuyển bằng thang máy. Hôm nay chúng tôi lắp cho anh bộ quây vào đây. Còn phần mặt thì ngày mai là anh sẽ dùng cẩu để cẩu lên. Đó, chứ mặt thì to nên là chúng tôi không thể di chuyển bằng thang máy được. Còn trên màn ảnh của vị đây là hình ảnh anh Chín đây. Và kia là bố của anh. Thì mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng ở đầu gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510806. Đó, đây là tầm view nhìn ngôi nhà của anh từ tầng 7 về thành phố Hà Nội đấy. Quý vị thấy rất là đẹp. Ok, hôm nay chúng tôi là khá là vội vì quá nhiều đơn hàng nên là tôi chỉ quay được cái video clip ngắn này làm kỷ niệm thôi. Xin chào mọi người nhé.